Cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 tính từ 16 giờ ngày 12 tháng 11 đến 16 giờ ngày 13 tháng 11, cả nước ghi nhận 8.497 ca nhiễm tại 57 tỉnh thành phố, phát hiện ca mắc trong ngày cao là Thành phố Hồ Chí Minh 1.240 ca, Đồng Nai 743 ca, Bình Dương 631 ca, Tây Ninh 593 ca, An Giang 547 ca. Tại tỉnh Phú Thọ, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 13 tháng 11 năm 2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 14 ca mắc COVID-19 mới. Cụ thể, tại Thanh Sơn 7 ca, thành phố Việt Trì 3 ca, Thanh Thủy 1 ca, Phú Ninh 1 ca, thị xã Phú Thọ 1 ca, Tam Nông 1 ca. Trong đó, các trường hợp mắc mới có 12 trường hợp từ F1 hoặc trong vùng phong tỏa đều đã được cách ly theo dõi và quản lý. Ghi nhận 2 trường hợp mắc mới trong cộng đồng tại Phú Hội thị xã Phú Thọ và Xuân Lộc Thanh Thủy. Không có xã mới phát hiện ca bệnh đầu tiên. Như vậy, trong 24 giờ qua, toàn tỉnh ghi nhận 39 ca mắc COVID-19 mới, bao gồm Thanh Sơn 18 ca, Việt Trì 8 ca, Tam Nông 4 ca, Hạ Hòa 3 ca, thị xã Phú Thọ 2 ca, Thanh Thủy 1 ca, Yên Lập 1 ca, Tân Sơn 1 ca và Phú Ninh 1 ca. Trong các trường hợp mắc mới, 34 ca đang được kiểm soát trong khu vực cách ly, phong tỏa, 5 ca mắc mới trong cộng đồng. Lũy tích từ ngày 14 tháng 10 năm 2021, toàn tỉnh ghi nhận 1.329 ca mắc COVID-19. Trong đó, tại thành phố Việt Trì là 554 ca, huyện Thanh Sơn 239 ca, huyện Lâm Thao là 165 ca, huyện Phú Ninh 159 ca, huyện Tân Sơn 67 ca, huyện Tam Nông 62 ca, thị xã Phú Thọ là 31 ca, huyện Thanh Thủy 23 ca, huyện Yên Lập 11 ca, huyện Đoan Hùng 7 ca, huyện Cẩm Khê 5 ca, huyện Hạ Hòa 5 ca và huyện Thanh Ba 1 ca. Số bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện trong ngày là 63 ca. Lũy tích tính từ ngày 14 tháng 10 đến nay là 638 ca. Đánh giá cấp độ dịch toàn tỉnh ở cấp độ 2, cấp huyện 12 trên 13 huyện ở cấp độ 2, huyện Hạ Hòa ở cấp độ 1. Để biết thêm thông tin chi tiết về tình hình dịch bệnh, quý vị và các bạn hãy truy cập vào bản đồ số tại địa chỉ bản đồ.phuthọ.gov.vn.